Nè cô chú, bây giờ cho chay vô cái chỗ này để cho chay cho mấy cái con khi ăn đó là phải bỏ vô 2 đô, mà cô chú thấy không? Chỉ có cái thùng này thôi. Rồi ai muốn vô á là đi chay. Bây giờ con bỏ tiền vô đi chay, ngày nãy Ngọc mới bỏ 1 đồng rồi mà Ngọc quên mở lên quay. Chay, bỏ tiền vô vô cái thùng, bỏ tiền nhét cái tiền vô cái thùng. Ngọc muốn cho chay tự làm. Đây 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 đây, ngay chỗ này nè con. Ngay chỗ này nè, đó. Các bạn thấy không, mà chỗ này không có ai đứng coi, không có ai đứng dòm ngó vậy, có ghi là có camera thôi mà có thấy camera nào đâu đâu. Được chưa? Vô chưa? Rồi đi vô, đi vô. Mỗi đứa nít là 2 đồng vậy thôi. Còn người lớn vô thì không sao, đi vô cho nó chơi với mấy con nè, trong đây nè, có quá trời đồ chơi luôn. Nhưng mà bây giờ đi qua đây trước nè, đi qua đây, đi qua đây. JD, come here. This way. Look, look at the goat. Look at the goat. Wow, that's a big goat. Thôi thôi, mấy cái đó không có gì chơi đâu. Đi qua đây đi coi mấy con này nè, ở trong đây có heo, có gà, có thỏ, có dê kìa, đi con. Mở nón rồi, coi nón thì thấy không thấy tổ quốc đâu hết đó. Cứ ăn kẹo không. Hết nắng rồi, đúng rồi. Hả? Hết nắng rồi. Rồi kìa là con dê dê kìa. Ờ, thấy dê không? Trời ơi, đằng kia người ta có cái không có mua đồ để cho mấy con đó ăn á. Mà phải bỏ bằng xu vô, mà đàn Ngọc đâu có tiền xu đâu. Tiền xu ở trên xe của Ngọc á, mà nay đi xe của chồng Ngọc rồi, không biết chồng Ngọc vẫn có tiền xu không biết. Đó là ai muốn mua là bỏ vô nè, 50 sen nè, lấy ra. Không được, không được, không được, mình không có tiền. Chay, chay, coi kìa chay. Chay cái con đó con gì chay? Cái đó là cinnamon. Cái con này tên là Cinnamon Goat, sinh ngày 24 tháng 3 năm 2011. Trời đất ơi, thương không? 9 tuổi rồi đó hả? Thương dễ sợ không? Chị đi xe hả ai? Con chay đâu có gì cho dê dê ăn đâu. Ồ. Trời ơi, 9 tuổi rồi đó, lớn con chay luôn á. Trời ơi, chay bứt cỏ cho ăn coi thương không? Trời ơi, coi lớn coi, coi coi. Nó biết người tới cho đồ ăn nha. Mấy con kia gần kia quá trời kìa. Chay. Trời ơi, nó bứt cỏ. Ơ, dê lắc đầu luôn. Trời ơi, cứ đứt cỏ, bứt cỏ là dê chảnh chẹ chứ không mang cỏ gì lắc đầu. Trời ơi, dê mà chảnh dữ vậy trời. Bà dê bà làm gì bà chảnh dữ bà dê. Hả? Bà làm gì bà chảnh dữ. Để chút nữa chờ ba vô coi, mẹ coi, mẹ coi ba có trong túi ba có xu không. Để mình mua cho chay cho dê ăn nha con. Hay là con lấy mấy cái dụng dụng đó kìa. Dụng dụng rớt rớt đó kìa. Chay con mấy dê nhỏ kìa chay. Con nói đi con dê. Dạ cho dê ăn đi, cho dê ăn đi. Dê trời, cái bà dê này chơi ít nữa, sao mấy bà dê đi chảnh dữ vậy trời. Chơi ít cho nó cầm trên tay nó một hộp cho bà ăn, bà không ăn và bà chơi ít coi được không. Sao sao cho dê này toàn đồng là. This goat is my favorite goat. It's a good goat. Oh. Goat. The one without the horns is good. Okay. Ah. It's a cutie to go. Oh, I wish I had some. Look what I found. Hmm. Hey. Trời ơi, đụng rồi, dám đụng luôn kìa. Thấy nó dạng không? Cô chú thấy nó dạng không? Dạng dễ sợ luôn á. Sợ tay vô nó vuốt mặt. Cái gì đó? Trời, nó lấy đồ ăn ở trong đó hả? Không có đâu, đó đâu có đồ ăn đâu con. Bả dạng chứ sợ. Chay nó bỏ quên kẹo đó, con bé đó nó cầm cái kẹo. Cái chay chạy là nó nói không, cái đó là kẹo của tôi. Thôi đừng cho con kẹo nha. No, JD, no candy. That's your candy. Go cannot eat the candy. Okay, let my mommy hold it for you. Để mày cầm cho. Trời, nó tính cho dê ăn kẹo à. Nó tính cho dê ăn kẹo. Ờ trời ơi, trên nó có bà dê, trên đó nó bà đứng nó kìa, thấy dê không? Yeah. À, look at mommy. Cái con dê này màu nâu quá con, màu brown. Không có được cho dê ăn kẹo nghe chưa, dê không có ăn kẹo được. Để mày cầm kẹo cho. À, để cho mấy cái con dê, để con dê ở trên này mà ăn đồ ăn là phải bỏ đồ ăn vô đây. Xong rồi quay lên rồi bà dê biến ra đó mới ăn được. Cô bác hay không?
Ủa ba nó đâu rồi? Sao tới giờ con chưa thấy nha vậy trời? Rồi ba thấy thằng này đi đâu, ba đi theo cho đó hả? Có được bả không? Rồi bà đi là bà đang thả dê á hả? Hả chay? Trời ơi con gà đó thấy chưa? Tôi nói mà. Có thằng ta đi đâu là ba đi theo đó. Trời ba. Ê trời trời. Trời ơi. Trời ơi, mẹ nói rồi không có cho dê ăn kẹo nha. Rồi các bà dê bắt đi sạc căng pin thôi được. Trời ơi, té vậy là khóc. 10 tuổi rồi đó. Bự chà bá lửa luôn, nó cao hơn tôi nữa mà nó té nó khóc. Thương ghê á. Baby, you have 50 cent. Nó nói ba ơi nhìn nè. Học hỏi chồng mà có tiền xu không, chồng mà đã không. Maybe inside. Trời ơi dê nè. Chay ơi, con dê này màu gì vậy con? Chay, con dê này màu gì vậy? Không, từ từ để người ta wash xong rồi tới con. Nó thấy người ta wash hand, nó cũng wash hand luôn. Đứng xếp hàng. Ba nó giờ vô đổ tiền xu rồi kìa, coi rảnh không, đi ra vô về. Chay à, đứng xếp ra. Chờ người ta làm xong rồi mình mới làm. Ba, hả? Dê đi về rồi hả? Con đợi đi, ba đi đổi tiền xu xong rồi ba đi ba lấy đồ ăn rồi con cho dê ăn nha. Dê nó màu gì vậy? Dê một lát, đúng rồi. Trời, con dê có hai cái sừng kìa, con nhìn hai cái sừng của nó trên đầu nó kìa, đây nè, đó, cái đó là hai cái sừng của dê đó. Con dê có hai lỗ tai, hai con mắt, hai cái sừng luôn. Wow, con đụng cái sừng dê thử coi, đụng cái sừng dê thử coi, có dê cho đụng sừng không? Thôi đừng có hung nha chị hai, đừng hung nha chị hai. À, không có mở được. Chồng Ngọc hồi nãy vô hỏi con Ngọc có bỏ vô hai đô chưa, bỏ rồi chứ dễ gì chưa. Rồi daddy got the money, ba có tiền rồi kìa. Trời, nó nóng một cách muốn xỉu luôn á. It's so hot. Okay. Are we supposed to have a cup? No, I don't know. Maybe have your hand. Để coi coi nè, bỏ tiền vô nè. Rồi, dặn ra. Rồi đổ ra là mình hốt rồi vậy hả? Oh, look at all that feed. Còn có chút xíu vậy hả? Tưởng nhiều lắm chứ, có chút xíu à. Đó, 50 cent đó. Oh, look, 50 cent là cỡ 10 ngàn á. 10 ngàn, mười mấy ngàn cái gì dám. Rồi, bỏ lên tay. Đây nè, dưới đây nè cháy. Yeah, I'll give it to this one. You want some? Trời ơi. Ew. Trời ơi, dơ tay. Cái này là đúng phải rửa tay luôn á. You want some? Xè tay ra đưa nhiều vô, đưa gì con hột vậy? Đó, đúng rồi. Đó, giỏi. Giỏi. Nữa nè, đó, đúng rồi. Bring some to that guy? Yeah, bỏ vô cái đó. JD, go put some in here. Bring some. Bỏ vô đó, bỏ yeah, vô cái ly. Like yeah, you she can do it. Not that much though. Still leave her some. Yeah. Rồi bỏ vô cái đó. Coi ba nha chay. Ba bỏ vô nè, xong rồi ba xây lên nè. Đó. Xong rồi rảnh gì đứng trên đó làm chi vậy? Xuống đây đi chứ đứng trên chi vậy? Đó, giữ chưa? Wow. Đó, chạy cho mấy dê dưới thằng. Rồi lấy tiếp. Nhiều vô. No, nhiều vậy? A whole handful. Trời, nó lấy lần con hộp à, có được không? Nó lấy có một hộp cho con ta. Here you go, JD. Ôi, hai đứa lộn, nó đi ra thì không JD. Cho. The whole hand. Okay, give it to the
enough. More, daddy, more. Here. JD, here. Nó làm hồi rất dưới hết dưới đất đây đó. Rồi quanh kia, dê đứng bên kia rồi kìa. Nè, dê này nè. Rồi cho dê ăn đi. Vui quá. Trời ơi, nó vui quá. Coi chừng đổ nha. Rồi, đưa vô. Mo cái gì? Nó nói cho nữa. Okay, no. Feed him and then I'll give you more. Cho con dê bên kia, con dê bên kia nhìn thấy tội nghiệp vậy. Okay, give it to, give the rest to another one. Okay, đi qua bên kia cho con dê màu rau. Dê màu đen này tham ăn nữa nè, đi ra. Rồi, dê màu rau. Trời ơi, dê màu đen này là đi đi ăn hiếp người ta nè. Thôi nghĩ là có hai cái sừng đi ăn hiếp nè. No, not this one. Give to that one. No. Give to this one. Give to this one. Trời ơi, cái bà dê này. Over here. Okay, come over here. Give it to this one. Yeah. Yeah. Bà dê này sao bà sao bà tham ăn quá. Yeah. Rồi, xong rồi. Oh, here, the white one. JD, come give it to the white one. À, màu trắng nè. Tôi không có đồ ăn. Put your hands out like this. Rồi, tiếp đi. Trời ơi, coi trời tội nghiệp con dê, con dê màu kia không có sừng đồ này kia bị mấy đứa kia hiếp. Yeah, give it to the brown one. Good. Rồi, hết rồi đó. All done. They use their horns to push her away. Yeah, so mean. Okay, go wash your hand. Go Daddy your and hand. JD, go wash your hand. Từ từ té nha, từ từ. Chị mà có té chị cũng không khóc như chị nãy. Chị nãy khóc. Trời ơi, tội nghiệp. Cool. The soap is so warm. Oh. Ready? Put your hands out. Oh, có nước rửa tay, có sạc bông rửa tay nữa nè. Thơm ghê luôn. Oh, look at the horsey. Đi, đi lại coi con ngựa kìa. The horsey go, nay. Ngựa đó. Cái câu này, hết luôn ngựa. Nói đi, nói hết luôn ngựa đi. Hết, ê, không có đưa kẹo ăn nha. Yeah. Hết luôn ngựa. Cái con nào nó cũng dám đụng thêm thấy ớn không? Ờ, nó đụng nó liếm luôn hả? Look how tiny this horse is. Trời đừng có để mạt miệng. Scratches mane. Ồ, chay đi lại lấy kia con gà kìa chay. Chay, lại coi con gà kìa. There's a chicken farm over there. Wow, có mấy con gà nữa kìa. Có gà kìa chay. Chay này sướng nha, được coi quá trời mấy con này luôn. Wow, chuồng gà đó chay, gà đó gà mái. Con gà đó, con gà kia làm sao? Ủa, con gà kia làm sao? Gà là gà mái. Con này con lừa. À, donkey là con lừa. Nhìn nó cũng giống ngựa ha. Mà cái con này là chi bị lừa người ta. đúng đấy con. Đó, giỏi chưa? Cô chú thấy chi giỏi chưa? À. Con này là con lừa nghe chay. Nó là nó chiên đi lừa đảo người ta. Oh yeah, you see more over there. Rồi, giờ đi muốn đi lại chơi con nói con kêu gà đi. Gà ơi. A mini horse. A donkey and a sheep in there. JD, you wanna climb up there? Let me nè, để mày cầm kẹo cho. Để đây cái đứa kẹo đây. Đứa kẹo đây. Rồi. Xuống đi trượt xuống. Đây là trong cái trại này là nguyên một cái chỗ chơi luôn á, rất là bự luôn á. Đây nè, có bãi cát nè, có mấy đồ chơi cát nè, rồi có con thuyền, rồi có cầu tuột trượt xuống nha. Quá trời luôn, quá trời cầu tuột luôn á. Mấy cái ghế để phụ huynh ngồi chờ tụi nó chơi. Trời, nắng quá mệt quá. Ngọc kêu về mà chồng Ngọc nói chờ để chơi một chút cho nó chơi. Về cái gì ông Ngọc, anh chồng Ngọc nói Ngọc là lúc nào là cũng là một cái người mà phá vỡ cuộc vui đấy. Trời ơi, dữ chưa. What do you want to eat for lunch? Black rock? No, baby, it's too hot to eat black rock. Ôi giời ơi. Chồng Ngọc hỏi muốn đi ăn trưa cái gì đi ăn. I said it because we're gonna drive right past. I know.
Chồng bà mới hỏi muốn đi, muốn đi ăn cái gì đó thịt bò trên đá nóng không? Nói trời ơi giờ mà đang nóng cái gì mà đi thịt bò đá nóng khi là thôi đó, nghe thấy nghe mệt tới nơi đó. Giờ vô chỗ nào có một phòng máy lạnh ngồi. I just want an air conditioning. Rồi ăn gì cũng được hết. Giờ mà đi vô trong đó mà nướng đá nóng nữa là mệt. Cái chỗ mà hồi bữa sinh nhật của chồng Ngọc đi ấy. Trời ơi, chị đang khám phá một con tàu. Một con tàu rất là xa xưa. Go down the slide. Oh, there's a slide. On this side.